Ui, ấy lắm rồi đây này. Hai mẹ con làm gì đấy? Anh ơi anh, răng của con á, lung lay lắm rồi đấy. Thế đâu để bố xem nào? Đây Đâu? này, cái răng cửa này này. Cái cửa này. Ơ em Đây, hôm nay xem nào? đây nha. Ái chà Rồi, chà, cái thấy này chắc là chưa? sắp nhổ được rồi. Cái này nhổ được rồi đấy. Rồi, Hay là cho con đi ra nha khoa nhổ đi. ui giời, làm sao để cho đi nha nha khoa? Ngày xưa á, bà nội á, cầm tay này nhổ tịch tịch cái này được luôn. Thôi, đấy là ngày xưa, bây giờ ra đấy cho người ta bác sĩ nhổ cho nhanh. À, anh ý kiến này, em đợi em một tí nhé. Ý kiến Đây, cầm gì? đấy. Cái gì cơ? Các bạn ơi, em răng của em Quỳnh Nhi lung lay lắm rồi, chắc là muốn rụng rồi đấy. Ở lớp thì các bạn rụng bao nhiêu cái rồi, có bạn thì thay răng hết rồi đấy. Em Quỳnh Nhi thì chưa thay răng nào, đâu nghe xem nào. Đấy, răng thì gom lại một chỗ xong rồi là Thưa. thưa ơi là thưa rồi, chắc là cũng muốn thay hết rồi. Ngày hôm nay thì mới lung lay được một cái, có vẻ là sắp muốn tạm biệt hàm rồi. Hàm ơi ở lại răng đi nhé rồi. Nên là không biết là bố Hồng có cái ý tưởng gì đấy không biết. Bảo cho đi ra nha khoa nhổ cho nhanh thì lại còn bảo có cái gì đấy. Đây đây rồi đây rồi đây rồi đây 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 Cái gì ấy? lấy chỉ, lấy chỉ quấn vào răng nó nổ, nhổ bịch một cái cho vào cửa đấy, bịch một cái ra luôn, giống như mấy cái video này này. Các bạn ơi, ngày xưa là cũng có cái nhiều cái cách nhổ răng đấy, cũng Đúng là rồi, buộc chỉ vào đây xong đóng một cái cửa lại ngày là được xưa bố rồi. cũng thế chứ. Rồi, thế để cho em Quỳnh Nhi thử xem Đấy, nhá. thử xem nó được không. Đâu, không biết là bố Hùng đang làm gì Đây, để đây. bố cho vào đây. À. Ngày xưa bố cũng thế mà, bà cũng buộc thế. Buộc chỉ thật các bạn ơi. Chỉ thật rồi nè. Từ 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 từ. Bố chỉ buộc vào thử thôi, chưa? Để bố buộc Chưa. vào đã. Bố buộc vào đã. Đấy, Đó, nghe ra nào. có ai mà nhổ răng mà sợ giống em Nghe Quỳnh ra Nhi nha. không? Ngày xưa cứ nghe ra. Nào, nhanh nào. Há Há ra cơ mà. Nào, há ra nào. Ngoan nào, ngoan nào. Nào ra. rồi, há miệng ra nha. Ngày xưa bố cũng buộc như thế này, bà cũng buộc như bố như này chứ. Được không? Đấy, đây, 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 đây. Thấy chưa? À, nào rồi, đứng dậy đây. Đứng dậy em ơi, đứng dậy. Đứng dậy nhanh nhìn. Nào, đứng lên đây. Đứng đây, nhanh nào. Đây có nhổ không? Thế có muốn nhổ răng không? Ngày Hả? xưa bố cũng cũng làm như thế mà. Ngày xưa bà cũng như này, giật bịch này, bịch như thế này được thôi. Bây giờ bố cầm cái dây chỉ Nào, bố chạy giật đi chơi nào. là 1, 2, mình giật nhá. Thôi, thế thôi thì bây giờ bố cho đi lên nha khoa nhổ nhá. Rồi đi. đi. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Đấy, đứng dậy ra đi nha khoa, con nhổ như này. Cười được rồi. Đi chơi, đi chơi cởi. Em Quỳnh Ôi. Nhi cười được rồi không là tí nữa đi sợ nhờ. Và chuẩn bị đồ đi, trong nồi bố đưa đi nhá. Các bạn ơi, đã đến nha khoa rồi. Bây giờ em Quỳnh Nhi sẽ nằm lên giường nhá, để cho bác sĩ khám xem là tình hình răng miệng như thế nào, xem là có sâu răng nhiều không. Nếu mà sâu răng ấy thì bố mẹ sẽ cho em Quỳnh Nhi đi Hàn luôn. Đấy, đã nằm lên đây rồi. Trong thời gian này em Quỳnh Nhi đang run đấy các bạn ạ. Và mẹ ơi cầm tay con đi. Nhưng mà mẹ bảo là không sao, cứ nằm đấy đi. Đấy, bây giờ bắt đầu là khám miệng rồi các bạn ạ. Em Quỳnh Nhi cực kỳ ngoan luôn, không khóc một tí nào luôn ý. Bác sĩ đang kiểm tra răng cho em Quỳnh Nhi. Tay này chắc là đang sợ đây. Cần. Anh nhổ luôn hết hàng luôn. Chị ơi, Dạ. đầu tiên là về những cái răng này nhé. Những cái răng này của cháu này, Vâng. nó bị sâu thì bây giờ phải hàn vào. Không biết là đây là em thấy có cái vết, hình như vết Hàn ạ. hàn đâu đó, nhưng mà hình như là nó là bị sâu tái phát ở bên dưới thì phải. Đây là em Quỳnh Nhi đang phải hàn mấy cái răng sâu. Em Nhi có rất là nhiều răng sâu luôn. Đấy. Tay sợ quá phải nắm chặt tay mẹ luôn đây. Quỳnh Nhi có đau không con? Hơi đau một tí á? Không chịu một tí nhá, tí bác sĩ hàn nó nhá. Hàn cho nó răng lại đẹp đôi mà nhỉ. Đây các bạn ơi, em Quỳnh Nhi sẽ mài bớt cái chỗ răng sâu đi các bạn ạ. Sau bắt đầu mình sẽ hàn vào, bởi vì mấy cái răng đấy là về sau nó cũng đổi. Để xem mà có hay bong không, nếu mà hay bong thì mình sẽ bọc sau. Tí sẽ nhổ một cái, nhưng mà trước tiên là phải hàn đã. Đấy. Em Quỳnh Nhi rất ngoan luôn các bạn.
Đấy, phải cầm tay mẹ Hằng cho tự tin. Đó. Đây các bạn ơi, bây giờ đã bắt đầu đến công đoạn hàn các bạn. Và hàn là để cho kín đầy lên cái chân răng đấy cho nó đỡ bị sâu răng, đỡ bị thức ăn bôi vào nhá. Ráng nhá. Để em Quỳnh Nhi này. Chưa khóc không biết tí nữa nhổ răng có khóc không? Bây giờ vẫn thấy bình tĩnh lắm các bạn ạ. Đang e e rồi. Có gì đâu đâu mẹ e anh nhỉ. Sắp xong rồi, có đúng cái răng đấy là nó khó làm thôi. Đây các bạn ơi, em Quỳnh Nhi chuẩn bị nhổ răng các bạn ạ. Hàn xong rồi. Hàn xong rồi. Đâu, con nhê răng cho bố xem nào. A này. Đấy các bạn ơi, trắng hết rồi đây này. Đấy. Về ăn phải đánh răng sạch nhé con nhá. Ok, con nhe răng ra xem là trước khi nhổ răng xem nào. Được. Đây, trước khi nhổ răng như này nhé các bạn. Tí mình sẽ cho các bạn xem em thì mình sẽ nhổ răng như thế nào nhé. Các bạn bây giờ sẽ là răng chấm thuốc tê nhé. Mình nhổ răng ngọt này chỉ chấm thuốc tê không phải tiêm các bạn ạ. Đây, em Quỳnh Nhi kỳ ngoan luôn. Có tê tê không con? Một tí nữa nó tê tê trong đầu là nhổ nó sẽ không bị đau. Còn mẹ Hằng đang kiểm tra răng này các bạn ạ. Đấy, kiểm tra răng xem là có phải cắt cái lợi không. Đấy, đấy các bạn ơi. Đấy, Quỳnh Nhi không khóc một tí nào các bạn. Cắn chặt vào cho đỡ đau là được. Đấy. Ok các bạn ạ, thế là nhổ xong một chiếc răng rồi. Đây các bạn ơi, em Quỳnh Nhi nhổ xong rồi các bạn ạ. Tiêm thuốc tê, mình bôi thuốc tê và nó cũng đỡ đau. Đây, các bạn ơi, răng của em Quỳnh Nhi đâu rồi? Có lấy răng về không? Có ạ. Đây các bạn ơi. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem răng của em Quỳnh Nhi này. Đây, răng với tí đây này các bạn. Răng nữa à? Đây các bạn ơi, Quỳnh Nhi sẽ được chuẩn nọ đựng răng các bạn ạ. Đấy. Nhi được chọn quà và sticker nhá, chọn sticker trước nha. Ui, à, có nhiều răng xong lại còn được chọn sticker kia kìa. Đấy, sao chọn sticker nhiều thế thì chọn. Không chọn hình gì không chọn đi. Đây này, cô công chúa này. Cô bé xinh gái này. Đây nữa. Đây, răng em Quỳnh Nhi lấy về để làm kỷ niệm. Hôm nào có dùng đầy cái lọ này không ta? Đầy chứ. Yên tâm, mỗi tăng một lọ và cô sẽ cho. Thế có đau tí nào không em? Hơi đau à? Mẹ nằm ở bên kia mà mẹ chả nghe em ý ơi một tí nào luôn. Ôi, em Quỳnh Nhi xứng đáng là một siêu nhân. Quỳnh Nhi ơi, ngoài ra phòng khám sẽ tặng con gì về con bé nhá. Nhiều quà đấy nhờ, con cảm ơn các bác. Ôi trời ơi, đang cắn mông rồi mẹ là nói sao. Công chúa thiên thần ngoan như này là đáng yêu rồi. Làm răng ha, ngoan ơi là ngoan ấy. Rồi, chọn nha. Bây giờ là em Quỳnh Nhi xuống răng rồi. Ok, mẹ thanh toán xong mình đi về nhá. Đi nhổ răng, đi nhổ răng này còn được bao nhiêu quà mang về đây nữa. Đây. Đây các bạn ơi, bây giờ em Quỳnh Nhi sẽ mẹ sẽ thanh toán tiền của nô. Em Quỳnh Nhi ra đây, ngồi con ngồi một tí đi con. Xong ngồi đây con. Đấy. Thế thế nào? Bây giờ mất một cái chiếc răng rồi. Đây các bạn ơi, bây giờ em Quỳnh Nhi sẽ về các bạn ạ. Về còn đỡ học tiếng Anh, còn đang muộn rồi kia kìa. Bây giờ muộn về nhá. Rồi. Rồi, bây giờ đi về đi. Hôm nay em Quỳnh Nhi nhổ răng không kêu không đau một tí nào luôn. Ok. Giỏi. Bây giờ về nhá. Bây giờ để tí nữa. Để tí nữa cởi cái bông ra để mẹ Hằng xem như thế nào chứ mẹ cũng chưa được xem cái tình hình học của em, tình hình răng của em. Đây cô giáo tiếng Anh gọi đây rồi. Đây các bạn ơi, em Quỳnh Nhi đã về đến nhà rồi. Về đến nhà rồi nhưng mà học tiếng Anh thì quá mất giờ rồi nên là cũng chả học được nữa luôn. Thế là hôm nay phí mất một buổi học rồi. Đây các anh chị, cho các anh chị xem cái răng em Quỳnh Nhi con nhe răng đấy. Mất một cái răng răng cửa trước, răng cửa trên rồi. Em các anh chị xem lại cái đoạn nhổ răng nhá, em Quỳnh Nhi không hề khóc một tí nào luôn. Không mẹ nha. Đang kiểm tra răng của mẹ ở giường bên kia mà cứ tưởng là chưa nhổ cơ. Giỏi nhờ. Vâng. Răng của em Quỳnh Nhi là
có hai cái chân răng đúng không, nó bị tiêu mất một chân rồi nên là còn một chân nữa, nên là người ta lung lay một tí người ta giật ra một cái là nhổ được luôn nhờ. Vâng. Hôm nay em Quỳnh Nhi là giỏi như siêu nhân luôn, tại vì là hàn 6 cái răng, nhổ một cái răng mà không kêu không khóc một tí nào luôn. Đấy. Thì tại vì chọc cái gì vào ấy. Ừ, chọc cái gì làm hình như là khuôn. Không phải thổi gió là nó sẽ buốt những cái chỗ mài đấy, đúng không? Tại vì răng em Quỳnh Nhi sâu là gần đến tủy rồi nên là người ta bảo là nếu mà đến tủy rồi sẽ đau ơi là đau luôn. Nên là cố gắng mình phải ăn ít kẹo lại này, bảo vệ răng miệng của mình thật là tốt nha. Vâng ạ. Em Quỳnh Nhi cũng thế và các bạn đang xem video của mình cũng thế nha. Vâng. Ừ, giỏi nhờ. Rồi, hôm nay em Quỳnh Nhi bị mất một cái răng hay sao nên là nhìn cứ buồn này các anh chị ơi. Đúng. Đâu không phải à? Thế chắc là bây giờ hết thuốc tê rồi nên là nó đang hơi nhói. Bác sĩ bảo là kiêng ăn và kiêng uống nước trong vòng 1 tiếng nha. Bây giờ mình không được ăn gì, mình không được uống nước trong vòng 1 tiếng để cho cái vết thương này nó khô, với lại là mấy cái vết hàn nó cũng cứng lại nhá con nhá. Vâng ạ. Rồi thôi, bây giờ em cho em Quỳnh Nhi nghỉ ngơi đã các bạn ơi. Nhờ, xong bây giờ mẹ đi nấu cơm để cho em ăn nhá. Thế em hàn xong rồi em cắn có bị khó chịu ở chỗ nào không? Cắn nào. Cứ bị ở mẹ xem nào. À. Tại vì ở bên này là em Quỳnh Nhi hàn tận hai cái liền nhau ở trong hàm nhai đây luôn mà. Chắc là chưa quen thôi, cắn nhai tầm 2 ngày là đỡ nhá. Vâng ạ. Bác sĩ kiểm tra răng của mẹ Hằng thì cũng bảo là răng bên này thì mọc thuận này, răng bên này thì mọc hơi chách ra, hơi đâm ra ngoài cái má của mình. Nên là bác sĩ cũng khuyên mẹ là nhổ đi, nhổ tận 3 cái luôn. Ở trên này thì răng số 8 nó mọc thừa ra ấy, không có tác dụng gì. Hai cái răng khôn này nên là khuyên nhổ đi 3 cái mà mẹ đang sợ này. Mẹ chắc là mẹ không thể nào mà can đảm giống như em Quỳnh Nhi được đâu. Vâng. Ôi, mẹ sợ lắm nên là mẹ chưa nhổ đây này. Để lúc nào mẹ lấy cho em Quỳnh Nhi truyền cho mẹ một ít năng lượng để mẹ dũng cảm hơn để mẹ đi nhổ răng nhá. Vâng ạ. Ừ, rồi, bây giờ em nghỉ ngơi đi. Mẹ cho em Quỳnh Nhi xem hoặc là chơi game một xíu đấy nhá. Vâng. Bây giờ mẹ đi đi nấu cơm đây. Yeah. Bây giờ mình nhìn thấy em Quỳnh Nhi cười này các bạn ơi.